Như Kinh Giáo Đại Thừa đã nói, phiền não được chia làm ba loại lớn, mỗi một loại có vô lượng vô biên. Thứ nhất là phiền não vô minh. Vô minh là đánh mất trí tuệ, quên mất tự tánh, trí tuệ không hiện ra. Không có trí tuệ, không biết một thứ gì. Vô minh, minh là thấy rõ, không thấy rõ. Loại phiền não thứ hai gọi là phiền não trần sa. Trần sa là thí dụ, nghĩa là quá nhiều. Giống như cát bụi vậy. Loại thứ ba gọi là phiền não kiến tư. Ở đây loại thô. Kiến là gì? Chúng ta thấy nhầm. Tư, chúng ta nghĩ nhầm. Với bản thân, với mọi vật xung quanh, nhìn nhầm, nghĩ nhầm. Nhìn sai, nghĩ sai, ta sẽ nói sai và cũng sẽ làm sai. Đấy gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp chắc chắn có báo ứng. Nghiệp thiện có thiện báo, nghiệp ác có ác báo. Trong lục đạo, quả báo thiện ác rất rõ ràng. Ba loại phiền não này, chư Phật Như Lai đã buông bỏ, họ không còn chướng ngại. Bởi thì trí tuệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh đều hiện ra cả, vốn đã có, không phải nhờ học. Có những thứ phiền não này ngăn cản, những thứ trong bản tánh của ta không mất đi, không mất tí nào, nó chỉ không hiện ra. Hiện tại chúng ta không thấy được nó. Làm sao để có được? Phật nói rất rõ ràng, buông bỏ chấp trước sẽ có được một phần. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, chúng ta không chấp trước. Chỉ cần không chấp trước, người ta có thể thực hiện hằng quận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bởi vì chấp trước, chúng ta mới không hợp tác với mọi người, không thể tùy thuận. Không chấp trước là có thể tùy thuận, sẽ được tự tại, rất biết tu hành. Chấp trước nặng quá, tự mình không thể tu hành, chỗ nào cũng chướng ngại. Cho dù muốn tu hành, tu cũng không thành. Không có nhân tố bên ngoài, nhất định phải hiểu nhân tố thành bại đều nơi ta.